Cô bông bún mắm chợ Tân Định, nếu mà cô bán ra thì nay là 30 mấy năm rồi. Nghề của bà Huệ truyền lại: một khứa cá, 4 miếng thịt quay, 4 miếng mực, 2 con tôm, chất lượng đàng hoàng, không bán ấy. Hàng tươi mỗi ngày con thấy, nếu mà khứa cá mà không được tươi thì nó không có được nổi u lên vậy đâu, mà nó chỉ là bè thẳng hết luôn. Khách Tây là gần nhiều Tây hả ăn ấy, còn phái nữa. Có một lần cô bán cho các cô khách nước ngoài đó, cô ăn xong cô quên trả tiền. Các cô chiều đó là cô đi qua bển, xong cái mười mấy năm sau cô về cô kiếm, cô trả cho cô đó. Cô tên Bông. Dạ. Quán của mình là tên gì cô? Cũng tên Bông. Cô Bông bún mắm chợ Tân Định, 121 Nguyễn Hữu Cầu. Mình bán từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cô nếu mà cô bán ra thì nay là 30 mấy năm rồi. Trời, này là nghề của bà ngoại. Nghề của bà ngoại truyền lại. Mới đầu là mình bán món nào là món chính cô? Bún vịt, bún mắm là món chính. Sau này cô mở rộng ra thêm. Tôi mới rộng ra những các món ăn thêm, tại vì mỗi ngày nó mỗi tiến bộ lên nên là cái món đặc trưng của mình là bún mắm, bún bằng vịt, bún thái là món đó, là ba món chân. Sau này cô mở rộng ra thêm bánh canh rồi các thứ, bánh hỏi, bánh hồng mì quảng đâu các thứ, rồi bánh canh cua. Nói chung là món nào cô cũng ok, món nào thì cô cũng được khách quý khách chọn hết. Như là cô bán trên app thì khách hàng trên app cũng nhiều. Chứ con thấy đó, thì trường hợp là con thấy đó, giờ shipper vô nó lấy nhiều đó. Thì chưa phải là khách hàng ruột của cô đặt cho cô nữa. Bán giờ giá cả như thế nào cô? Cô bán ở trên app thì 65.000, nhưng mà cô bán ở dưới này thì 60.000, ở dưới ăn tại chỗ thì 60.000. Ở trên app thì đe 65.000. Các cái bệnh viện người nào cũng ăn được hết. Bệnh viện Gia Định nè, bệnh viện Từ Dũ nè, bệnh viện Nhi Đồng nằm 1 nè, Nhi Đồng 2 nè. Đặt là cô đem đặt ráp đem qua cho khách thôi. Chứ khách đặt là cô đặt ráp đem qua cho người ta thôi. Trong tô bún mắm gồm có những gì cô? Một khứa cá, 4 miếng thịt quay, 4 miếng mực, 2 con tôm. Đây là 2 con tôm, đây là 4 miếng mực, 4 miếng thịt quay. Chất lượng đàng hoàng, không bán ấy. Cô, cái vị bún mắm của mình á thì nấu như vị như thế nào được? Nấu như vị thì hồi xưa giờ là công thức của mẹ để lại sao thì cô nấu như vậy. Giờ cô mẹ mất rồi thì cô cứ theo mẹ mà cô nấu. Nó hướng miền Tây nhiều hơn. Nhưng mà nó cũng thay khẩu vị của thành phố. Tại vì miền Tây nó chỉ ít, nó không có đủ đồ để mình nêm nếm đồ nhiều quá. Mình mang đá theo thành phố mình á thì nó đủ đồ nêm. Nhờ cô thấy nó ngon hơn cái miền Tây. Tại vì cô cũng có đi về miền Tây mà cũng không bằng cách thức của cô nấu. Cô nấu một ngày là được 6 kg mắm. Mình nấu bao lâu mới ra được mắm cô? Thì mắm ngon thì nó rã ra. Nó rã thì cô lần lượt nó ra thôi. Nấu lên thì bao nhiêu phút thì không biết. Có lúc thì mắm ở miền Tây nó ngon thì nó rã sớm. Ta ủ lâu thì nó rã sớm. Có lúc thì mắm Campuchia về thì nó không được ngon như bằng mắm của mình. Tại vì nhiều khi mắm mình bữa này mình đâu đây là không có đủ để mình xài, tại vì mắm miền Tây mình á có lúc nó không đủ thì phải có mắm Campuchia nữa, nên mình phải nhập của mắm các loại khác đem về. 4 giờ bán, 3 giờ là cô đã đi ấy rồi. Không biết là cô bán sớm là tại có khách, những khách mà người ta đi làm quay phim nè, ta quay phim ở đài truyền hình nè, người ta đi làm mấy cái quán cà phê ba rồi về đó, người ta ăn thì cũng có khách như vậy. 3 giờ là cô đã ra cái chợ rồi, thì cô phải dậy sớm hơn rồi. Ra đây là công dụng ở đây hết, nấu nước, điện nước đủ đây hết, cô nấu bằng lò điện không ạ? Hàng tươi mỗi ngày con thấy, nếu mà khứa cá mà không được tươi thì nó không có được nổi u lên gì đâu, mà nó chỉ là bè thẳng hết luôn. Mình bán gì cực thiết cực không cực? Thực chứ, hàng ăn là phải cực cho con, hàng ăn là cực hơn các ngày khác nữa. Cực nhất là cái công đoạn nào? Nấu nêm nếm rồi đó là cực nhất. Mình có số lượng rồi nhưng mà mình phải nêm trở lại để cho nó vừa miệng khách. Dạ. Cô mình bán lâu năm vậy là khách quen rồi, xưa tới giờ luôn. Khách quen luôn á, khách từ hồi mà có mãi nãy có mấy cô bé tóc tém ngồi đây nè, là từ hồi mẹ dắt đi ăn mượn cái chén. Xong bây giờ mà cô bé dắt con đi ăn
ăn thành cái tô luôn, ba đời luôn rồi, ba đời ăn luôn rồi. Dạ. Mấy có mấy cô bé quen đó là quen từ xưa giờ với cô rồi. Rồi có mấy khách rồi cũng ăn lâu rồi xong rồi đi nước ngoài rồi quay về cũng kiếm cô. Có một lần cô bán cái cô khách nước ngoài đó, cái cô ăn xong cô quên trả tiền, cái cô chiều đó là cô đi qua bển, xong cái mười mấy năm sau cô về cô kiếm cô trả cho cô đó, trời ơi hên với sợ luôn. Nhớ luôn. Cô còn nhớ luôn. Cô có nhiều khách ở xa tới rồi tới tìm mua cô. Có chứ, khách quận 7 cũng đặt nè, rồi khách có nhiều người gọi điện cho cô đặt ra Hà Nội, đặt cô đóng thùng chứ nhiều năm 10 tô vậy đó. Đặt ra Hà Nội cái cô đóng thùng cái cô đem ra cái chỗ mà người ta chợ chuyển đi đó. Người ta chuyển ra Hà Nội người ta ăn nữa. Cũng có khách Tây nữa. Trời khách Tây ăn là ok luôn. Khách Tây ăn được uống mắm luôn hả cô? Được. Khách Tây là gần nhiều Tây hả ăn còn phái nữa. Còn khoái nữa, nhưng mà người ta không có biết ăn như chẳng hạn như bún riêu là ta không ăn ốc được. Còn bún mắm là ta không ăn cá được, phải lấy cá phi lê cho người ta. Người ta mới ăn được. Nói như chung là cái vị xương là người ta không ăn được. Cô khách đó thì ăn bún mắm của mình đó thì có những xét dụng còn có đánh giá gì giống như là nó cái vị. Thì cô bán ở trên mạng đó, khách ở trên mạng đánh giá nhiều, năm sao thì năm sao. Những cô bán be nè, hồi xưa là cô bán be pin phải không, bây giờ là pin nó nghỉ. Là cô qua bên be hàng bi hả con? Bi nè, nao nè, thằng giáp. Cô bán ba app. Nếu mà biết nếu mà khách hàng mà biết rành á thì lên trên app là thấy liền. Chỉ có nếu mà khách quen cô mà dở cái thương hiệu ra đó là người ta sẽ biết liền, tôi nói là đúng là nó. Nhưng cái mảng mà khẩu vị đặc trưng á là cá cô khứa không mà cô không có xé nè. Nên cái mua về mà mới nếu mà biết chính tông của cô là cá khứa. Cá là nguyên miếng. Có khi nhiều khi mấy người mà khách nước bên nước ngoài á, người ta vô mấy cái app chương trình của cô ăn đây nè, người ta nói rồi rồi thấy nó rồi. Là cô cũng vậy. Là cũng được khách ưu ái nhiều lắm cơ. Nói chung là cô cũng được khách thương nhớ đến mình nhiều. Con thấy cô có cái nước chấm là mình nấu me là mình nấu luôn. Nấu luôn, nhà mình làm luôn. Mình chịu khó mình xay ớt, mình nấu me cho kỹ, mình lược cho kỹ nữa. Nấu món me thì chấm với đồ à? Chấm với gia vị hải sản, với đầu cá đều ngon con. Dạ ngon. Cũng vậy, cô cũng nhờ là vậy. Còn nhiều khách thích. Nói chung là cô khách quen cũng nhiều lắm. Cô cái nãy giờ đó con thấy ráp nó vô nó lấy không? Nhiều khách quen trên mạng luôn á. Còn nhiều người khách đó người ta đặt qua app nhưng mà người ta gọi điện cho cô là cái đơn đó của con đó cô nhớ làm nha. Là ưu tiên cho người ta trước. Bún mắm của mình đó là mình cảm thấy là có đặc biệt hơn du khách chứ có gì. Thì có nhiều khách khẩu vị thì ta ăn thì người ta thích. Là tại vì mình nấu là không có tránh gốc miền Tây. Ví dụ như mình nấu nhưng mà gia vị là thành phố là mình nêm theo thành phố. Khách miền Nam mình nó ăn nó nhiều, trong thành phố mình ăn nó nhiều. Mình nêm theo khẩu vị đó thì có thể nó khác người ta ăn chút. Mình nêm mà là dễ ăn với mọi người. Dạ, dễ ăn. Nhiều khi có cái thì nó khó ăn. Thế là nhiều khách ăn người ta cũng nói là chỗ cô nó ngon hơn chỗ khác. Cô chỉ biết vậy thôi chứ cô cũng chưa có đi ăn chỗ khác.